Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm Thạch Anh Phớt Hồng, dòng Thạch Anh trắng Phớt Hồng. Đây những điểm có màu phớt hồng này. Phớt hồng nhẹ. Tác phẩm Kim Tự Tháp được làm từ đá Thạch Anh trắng Phớt Hồng. Soi độ thu đèn quý vị cũng thấy này, soi đây, độ thu đèn của đá rất mạnh, đặc biệt cái dòng thạch anh này nó rất chỉ là cứng, nếu mà làm thực tế thì nếu mà mài thì sẽ thấy nó cứng hơn so với dòng thạch anh tinh thể, làm cực kỳ cứng và khó làm, chất đá rất chỉ là cứng, đá nó giả đá, vì phần nhiều cái dòng này là nó là dòng đá lộ thiên, cho nên là chất lượng đá rất chỉ là cứng, khó làm. Độ thông đèn của đá rất chi là tốt, dòng thạch anh phớt hồng. Mẫu này là nó có bề ngang này là 12,5 cm và chiều cao từ đỉnh này xuống dưới này theo phương thẳng đứng như này nó cũng là kích thước là 11,5 cm. Tổng khối lượng của đá nặng là 1,8 kg. Và hiện mẫu này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 450.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm được làm từ đá thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nếu mà không tin tưởng thì có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không phải là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là hoàn trả tất cả những chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái cam kết của mình đối với khách hàng. Bên tôi mua hàng thì có hai hình thức giao dịch. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không chuyển khoản được thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Kể cả quý vị chuyển khoản trước cũng không phải lo lắng gì cả. Bởi vì nếu như hàng có vấn đề, hàng quý vị mà không ưng ý thì tôi sẽ chuyển hoàn trả lại toàn bộ các cái chi phí mà quý vị đã chuyển khoản, không trừ bất kỳ một chi phí nào. Quý vị lưu ý một điều khi mua hàng, đó là luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Kiểm tra thứ nhất xem hàng gửi có đúng theo video cam kết hay không. Thứ hai là xem hàng nó có bị hỏng, bị vỡ trong quá trình vận chuyển hay không. Tất cả các đơn hàng bên tôi là đều cho khách hàng kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất. Mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.